Sỉ Tiana chính hãng tại Facebook ạ. Các cái sản phẩm của Tiana thì là các bạn cũng biết là hàng của Nga nhưng là chất lượng rất là tốt và với một cái giá thành rất là rẻ. Đây là cái mặt nạ số 4 ạ, mặt nạ tảo biển là Angelic ạ. Cái sản phẩm này thì từ cái bột dẻo và chiết xuất từ tảo và nó sẽ giúp là detox cho da này, rồi là có cái hiệu ứng làm sạch da sâu này, peeling này và trẻ hóa da. Dùng xong cái mặt nạ số 4 này thì chúng ta sẽ thấy là da chúng ta sáng lên, khỏe lên, đối với những da có nhiều bệnh lý ấy, và chúng ta sử dụng quá nhiều các cái chất cấm bôi lên da, ví dụ như là các cái kem tẩy trắng tẩy nám ấy, hoặc là những cái sản phẩm mà bôi để cho nó căng bóng đẹp nhanh mà không phải là nguồn gốc tự nhiên ấy, thì chúng ta thường xuyên phải sử dụng những cái sản phẩm hút những cái độc tố này mà nó là hoàn toàn từ tảo. Tảo thì bao giờ cũng được đánh giá rất là cao trong cái việc là thải độc nhưng mà lại bổ sung dinh dưỡng và làm sạch da. Đó, đây là mặt nạ số 4 này, mặt nạ số 5 này, mặt nạ số 5 cũng làm trắng sáng da và nó có một cái hiệu ứng là botox, tức là sau khi làm xong thì da sẽ sáng sạch sẽ hơn, căng bóng hơn, trẻ hóa da, cái tốc độ trẻ hóa của nó rất là tốt đấy. Và cũng đều chiết xuất từ tảo này, nó sẽ giúp là giảm cái đỏ mặt những cái người mà da yếu, nhạy cảm, mỏng, đặc biệt là những cái độ tuổi từ sau 35 ấy, thì da của chúng ta có thiên hướng là mỏng hơn, collagen sụt giảm nhiều hơn, cho nên là da của chúng ta dễ cái tăng độ nhạy cảm ấy, thì chúng ta đắp những cái sản phẩm như thế này vừa là để tăng cái khả năng bảo vệ của cái thành mao mạch của da, đồng thời nữa giảm mẩn đỏ này và bổ sung cái chất chống oxy hóa từ tảo ấy, để cho da của chúng ta trẻ trung hơn ạ. Đó, mặt nạ bột dẻo của Tiana rất là tốt và dùng trong spa thì rất là ok, hoặc là những cái sản phẩm như là trẻ hóa da, mặt nạ số 14 chẳng hạn. Mặt nạ số 14 đều là các cái chiết xuất từ tảo ạ, và hoàn toàn là cái date của nó 2026 à. Hoặc là chúng ta kết hợp cùng với lại các cái sản phẩm mà làm dịu da. Đấy, 51 này, date là 2026 à. Rồi các cái sản phẩm trị mụn. Các cái sản phẩm trị mụn thì thực ra là trong cái quá trình trị mụn thì là để mà nói là trị mụn đối với những cái sản phẩm tự nhiên này thì cũng rất là khó, bởi vì mụn nó liên quan đến viêm nhiễm và chúng ta đôi khi phải dùng kháng sinh. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta dùng những cái kem trị mụn thông thường ấy thì nó thường chứa những cái độc tố không mong muốn như là corticoid này, hay là những cái chất mà gây ảnh hưởng đến, làm đầu độc đến mao mạch máu của chúng ta, cho nên là đối với trị mụn là chúng ta phải rất là nghiêm túc và tìm kiếm những cái sản phẩm mà nó không gây độc cái mao mạch máu. Vì thực tế là có rất nhiều khách hàng của Facebook đã dùng các cái sản phẩm đông y, rồi là các cái dạng nước gì là trị mụn, hoặc là trị mụn theo kiểu là thuốc bắc hay gì gì đó, nhưng mà sau một thời gian thì da nó bị nhiễm độc và nó bị mỏng đi, bào mòn đi, và nó gọi là bị cái hiện tượng là đỏ nổi gân máu rất là nhiều và da nó dễ kích ứng, rất nám rất là nhanh. Đấy, cho nên là trong cái quá trình trị mụn thì chúng ta phải lưu ý là sử dụng các cái sản phẩm an toàn và tốt hơn hết là phải có một cái liệu trình cụ thể để không lạm dụng quá nhiều cái chất cấm trên da mặt ạ. Cũng rất may là các cái sản phẩm của Tiana họ chiết xuất từ các cái chiết xuất tự nhiên và các cái thành phần đó nó cũng có hữu ích cho cái da mụn đấy, nên chúng ta có thể là sử dụng nó một cách an toàn và kiên trì với nó cũng